Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đường tin và sự nghiệp lên xuống của Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ Mai Phương. Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là một diễn viên truyền hình Việt Nam. Trước khi gắn bó với nghiệp diễn, Phùng Ngọc Huy từng theo học ngành y, nhưng anh lại bỏ dở giữa chừng. Sau đó, Phùng Ngọc Huy theo đuổi sự nghiệp ca hát bằng việc đầu tiên là đi hát đám cưới. Năm 2008, Phùng Ngọc Huy đã tham gia vào chung công ty với ca sĩ Đăng Trường, nhưng không được thành công. Ít ai nhớ đến Phùng Ngọc Huy với vai trò là một ca sĩ. Một năm sau khi chấm dứt hợp đồng khi mà cánh cửa nghệ thuật đang dần khép lại, Phùng Ngọc Huy lại bén duyên với sự nghiệp diễn viên bằng vai phán củi trong phim Nữ sinh. Không lâu sau đó, anh được mời tham gia bộ phim Cổng mặt trời với vai quốc, đóng cùng chung với diễn viên là Lê Bê La. Với vai diễn này, Phùng Ngọc Huy nhận được giải Mai Vàng năm 2010. Dù tham gia khá nhiều phim từ truyền hình cho đến điện ảnh như Chạm vào quá khứ, Mua láng diện gần, Tay chơi miệt vườn, Túng cổ đại gia, Lời thề danh dự, Người tình bí ẩn, Anh và em, trả giá, những đùa hôn trực rỡ, lệ phí tình yêu, nhưng có thể nói vai quốc trong cỏ mặt trời là vai diễn thành công nhất của Phùng Ngọc Huy. Cái bóng của vai diễn này khiến anh gặp khó khăn trong việc vượt qua chính mình và chinh phục khán giả. Dù đang tạo dấu ấn ở vai trò diễn viên, nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn không từ bỏ đam mê trở thành ca sĩ của mình. Năm 2011, anh phát hành album Chạy trốn tình yêu. Album này là tất cả những sự cố gắng mà Phùng Ngọc Huy dành cho tình yêu âm nhạc luôn cháy âm ỉ trong anh. Album của anh tặng kèm 4 MV với sự góp mặt của cô bạn diễn rất quen thuộc là diễn viên Lê Bê La. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng không gặt hái được thành công như mong đợi. Người ta vẫn nhớ đến vùng Ngọc Huy với vai trò là diễn viên nhiều hơn. Bên cạnh nghiệp diễn truyền tình của Phùng Ngọc Huy và diễn viên Mai Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau 3 năm quen nhau, tưởng chừng như cặp đôi sẽ có một kết thúc mỹ mãn. Thì đùng một cái, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương chính thức đừng ai nấy đi. Mai Phương lúc đó đã mang thai bé La Vi. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cả hai không lên tiếng khẳng định bé La Vi là con gái của Phùng Ngọc Huy. Scandal bỏ rơi mẹ con Mai Phương khiến cho Phùng Ngọc Huy bắt đầu ít xuất hiện trong showbiz Việt. Anh trở nên kín tiếng và dần lặng mất tâm trên các phương tiện truyền thông. Phùng Ngọc Huy sau khi từ bỏ mối quan hệ với Mai Phương và con gái, đã sang Mỹ tìm kiếm cơ hội mới. Trong một khoảng thời gian dài, dư luận không thấy anh chia sẻ bất kỳ điều gì lên trang cá nhân ngoài những cuộc vui ở trời tây. Hiện nay, Phùng Ngọc Huy tập trung vào lĩnh vực ca hát, hoạt động ở Mỹ và tham gia các chuyến lưu diễn phục vụ bà con Kiều bào. Tối 18 tháng 8, truyền thông Việt một phen dậy sống bởi thông tin bạn gái cũ của anh là nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo một số thông tin trên truyền thông, sau khi biết được vụ việc, Phùng Ngọc Huy đã gọi điện thoại từ Mỹ về Việt Nam gặp gia đình bạn gái cũ để thăm hỏi và mong muốn được chăm sóc cho bé La Vi. Cũng cho thông tin rằng Phùng Ngọc Huy đang cố gắng sắp xếp để có thể về Việt Nam thăm Mai Phương và giải quyết các vấn đề về gia đình mình. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy hạnh phúc tổ chức sinh nhật con gái. Từ quý vị tính giả thân mến, bé Phùng Ngọc Thiên Như là con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Chia tay Mai Phương, Phùng Ngọc Huy ở Mỹ và vẫn luôn hỏi thăm gửi quà cho con gái. Số khiếm lần Phùng Ngọc Huy xuất hiện bên con gái. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy có một cô con gái tên là Phùng Ngọc Thiên Như, La Vi, cô nhóc chào đời vào tháng 8 năm 2013. Trong bữa tiệc sinh nhật một tuổi của bé La Vi, Phùng Ngọc Huy đã hát tặng thiên thần nhỏ của mình. Hình ảnh Phùng Ngọc Huy bên con gái vào năm 2014 nhận được sự chú ý, thời điểm đó Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đều giữ im lặng về thông tin có con chung. Tại tiệc sinh nhật, Phùng Ngọc Huy luôn bồng bế bé La Vi, không muốn hình ảnh Phùng Ngọc Huy bên con gái bị lộ ra ngoài, Mai Phương đã yêu cầu khách mời không chụp hình. Tuy nhiên, một khách mời vẫn chụp và chia sẻ hình ảnh Phùng Ngọc Huy và bé La Vi trên mạng xã hội. Phùng Ngọc Huy chụp ảnh bên con gái và Mai Phương nhân dịp bé tròn một tuổi. Sau này hình ảnh Phùng Ngọc Huy bên con gái không được công khai. Ngọc Huy cũng không hề chia sẻ về con gái trước báo chí, truyền thông. Theo lời Mai Phương, thì Ngọc Huy ở Mỹ vẫn luôn thăm hỏi gửi qua cho bé La Vi. Tiết lộ nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy không thể về nước thăm Mai Phương đang bị ung thư phổi. Thưa quý vị tính giả thân mến, sau thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi được lan truyền, nhiều khán giả vô cùng bàng hoàng và xót xa. Ngay sau đó, cái tên Phùng Ngọc Huy lập tức rơi vào tầm ngắm của dư luận. Nam ca sĩ nhận không ít chỉ trích là kẻ phụ tình vì bỏ rơi bạn gái cũ khi cô đang mang thai. Nhữ kiến cho rằng vì sự vô trách nhiệm của anh đã khiến Mai Phương rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Được biết, trước khi có con chung, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đã yêu nhau 3 năm. Hiện tại, nam ca sĩ phải khóa trang cá nhân vì bị ném đá khi không về Việt Nam để chăm sóc Mai Phương và con gái. Thậm chí bé La Phi, con gái của Phụng Ngọc Huy và Mai Phương, phải ở nhà quen vì không ai chăm sóc. Trước búa triều dư luận hướng về phía Phụng Ngọc Huy, ốc Thanh Vân đã lên tiếng. Được diễn viên Thanh Minh, ba trục của con gái Mai Phương, hiện đang gặp trục trặc về giấy tờ. Và vì điều kiện chưa cho phép nên không thể về Việt Nam ngay lúc này. Không chỉ nói giúp Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân còn tác tên anh vào dòng tâm trạng liên quan đến Mai Phương, điều này phần nào chứng minh được nam ca sĩ không hề vô tình như những lời chửi mắng của cư dân mạng mà thực sự quan tâm đến tình hình của mẹ La Vi. Không tuyệt tình như lời chỉ trích, Phùng Ngọc Huy đã có hành động giúp Mai Phương vượt qua cơn bạo bệnh. Thưa quý vị, Phùng Ngọc Huy là bạn trai cũ của diễn viên Mai Phương, cả hai từng có thời gian dài yêu thương và chung sống với nhau trước khi đường ai nấy đi, cách đây hơn 5 năm. Họ có một đứa con chung là bé La Vi, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Hiện Phùng Ngọc Huy đang định cư ở Mỹ và sinh sống chủ yếu bằng công việc ca hát. Trong khi đó Mai Phương là mẹ đơn thân tại Việt Nam và vất vả mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Vì vậy, khi thông tin Mai Phương mắc ung thư phổi được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã nặng lời chỉ trích Phùng Ngọc Huy tuyệt tình, vô tâm, không chăm sóc cho mẹ con Mai Phương. Thậm chí việc Phùng Ngọc Huy không về nước thăm Mai Phương và con gái cũng bị cộng đồng mạng ném đá tơi tả. Trước sự công kích nặng nề từ khán giả, cách đây vài ngày, trên trang cá nhân, Phùng Quốc Huy đã lên tiếng giải bày khó khăn cùng cảm xúc của anh trong thời gian này. Theo đó, Phùng Ngọc Huy khẳng định anh chưa từng bỏ rơi mẹ con Mai Phương và hiện tại anh đang gặp một số trở ngại nên chưa thể về Việt Nam thăm bạn gái cũ dù rất muốn. Sau dòng trạng thái trải lòng trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy cũng đã có hành động cụ thể cho thấy anh không phải là một người tuyệt tình như những chỉ trích từ khán giả. Dù chưa thể về nước thăm Mai Phương đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng từ Mỹ, Phùng Ngọc Huy đã chung tay cùng một số đồng nghiệp thực hiện đêm nhạc ý nghĩa mang tên Tình Nghệ Sĩ theo sự khởi xướng của diễn viên Minh Luân nhằm gây quỹ giúp Lê Bình và Mai Phương có thêm kinh phí chữa trị bệnh. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới tại Mỹ và có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, Tracy Phương Trinh, diễn viên Đức Tiến, Minh Luân, ca sĩ Hồng Loan, Huy MC, Phùng Ngọc Huy theo chia sẻ của diễn viên minh luân chương trình này là điều mà minh luân đã từng trăn trở và chia sẻ với nghệ sĩ nhân dân hồng vân cá nhân anh đã sớm dự định làm đêm nhạc để gây quỹ giúp đỡ mai phương và lê bình tuy nhiên có nhiều lý do nên chưa thực hiện sớm được Minh Luân thổ lộ rằng anh khởi xướng đêm nhạc tình nghệ sĩ không vì bất cứ một lý do riêng tư nào, càng không phải vì trong nước mọi người đang hết sức giúp đỡ mình cũng làm theo, mà bản thân anh cũng phải tìm hiểu tâm tư Mai Phương, rồi nghe ngóng tâm trạng người anh Lê Bình ra sao thì mới dám đứng lên kêu gọi mọi người chung tay thực hiện. Bạn gái Phùng Ngọc Huy bị ném đá dữ dội vì trót khoe nổi tiếng hơn nhờ chuyện Mai Phương bị bệnh. Thưa quý vị tính giả thân mến, ca sĩ Đăng Kim phải nhận nhiều gạch đá khi hí hưởng khoe được nhiều người theo dõi hơn sau vụ Mai Phương phải nhập viện vì ung thư phổi. Đăng Kim là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, cô được cho là bạn gái của Phùng Ngọc Huy. Nhiều người cho rằng cô chính là người chen ngang phá hoại mối quan hệ của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nên chữ rửa thậm tệ. Điều này đã khiến nữ ca sĩ không ít lần bức xúc lên tiếng. Tuy nhiên mới đây nhất, cô đăng một status khá vui vẻ sau nhiều ngày bực bội. Cô hãnh diện chia sẻ, trong một tuần có thêm 4.000 fan đăng ký theo dõi, cuộc sống công bằng lắm, trong cái rủi lại có cái may chia sẻ của Đăng Kim nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, trong đó nhiều fans của Mai Phương lại tỏ ra bất bình và tiếp tục ném đá chỉ trích nữ ca sĩ hải ngoại. Ngoài ra cũng có một số ít vào bình luận động viên Đăng Kim. Được biết từ trước khi xảy ra vụ việc anti fan của Mai Phương ném đá, số ít khán giả trong nước biết đến ca sĩ Đăng Kim là ai. Tuy nhiên đúng là sau vụ việc vừa rồi, cái tên Đăng Kim đã được phủ sóng khắp các mặt báo Việt. Nữ ca sĩ cũng có thêm nhiều lượt like và theo dõi trên trang cá nhân hơn. Trước làn sống chỉ trích là kẻ thứ ba, giật chồng thời gian qua, Đăng Kim đã từng nhiều lần bức xúc lên tiếng vì tự dưng là kẻ tội đồ. Cô than rằng mình bị chửi như kẻ thù 80 kiếp trước. Cô cũng thanh minh, tôi và Phùng Ngọc Huy quen nhau sau khi Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã chia tay 4-5 năm rồi, không có chuyện cô là người thứ ba. Nữ ca sĩ cũng khẳng định, tôi không đuôi theo vụ này để được nổi tuyến, như thế thì tội lỗi lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.